gì đấy? Dạ, nhà mình ăn xong rồi, con dọn rửa chén. Sao vậy mẹ? Con để đây, ra ngoài ghế ngồi nghỉ ngơi đi. Cái chuyện này nè, bây giờ để cho thằng Hòa nó làm. Ơ kìa mẹ, ai mà để đàn ông rửa chén? Ủa, đàn ông rửa chén thì sao? Từ bây giờ trở đi á, là chuyện rửa chén là của con, ha. Hòa ơi, xuống mẹ nói nghe nè. Con nghe nè. Có chuyện gì vậy mẹ? Giờ này còn ngủ, đi lại quét nhà giùm mẹ đi. Quét nhà? Con, để đó cho thằng Hòa nó làm. Đi lên phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng không có nhân nhị gì hết á. Con đi làm mệt rồi. Đi đi con, đi, đi lên phòng nghỉ. Con Phong mau làm đi, đứng nói dởm gì. Em, anh nhờ em ủi giùm cái áo sao em chưa ủi? Có biết là hôm nay anh đi gặp đối tác không hả? Em xin lỗi, em quên mất. Quên cái gì chứ? Có cái áo ủi không quên nữa là sao? Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Đó, mẹ xem con dâu của mẹ đi. Mẹ cưng chiều riết rồi cô ta hư đó. Có cái áo không thôi cô ta cũng gửi không xong nữa. Rồi áo anh đi gặp đối tác. Có mỗi ủi cái áo thôi á mà con đối xử với vợ con vậy. Thì giờ nó chưa kịp ủi cái áo đó thì ra shop mua cái áo khác. Cái áo mà còn coi trọng hơn vợ mình. Nè, hồi xưa mẹ cũng làm dâu, mẹ bị bên gia đình bên chồng ăn hiếp, nên mẹ hứa với lòng mẹ là mẹ có con dâu, mẹ sẽ thương yêu nó như con gái ruột của mẹ. Mẹ không bao giờ mà đối xử tệ với nó đâu. Còn con á, mà ăn hiếp đó là coi chừng mẹ đó. Sao lúc nào mẹ cũng bên vợ hết vậy? Con là con ruột của mẹ nè. Chính vì như vậy á, mẹ mới binh con dâu của mẹ ha. Con biết không, con gái đi lấy chồng rất là khổ, rất là thiệt thòi. Người ta ở với mình, chung quanh người ta toàn là người dưng không à. Mình không thương họ thì làm sao mà họ có điểm tựa để họ sống. Con biết không, con biết điều đó không? Dạ, con biết rồi. Mẹ, con cảm ơn mẹ vì lúc nào mẹ cũng coi con như con gái ruột của mẹ vậy.